Chị Mai ơi, năm nay em 30 tuổi, chưa có người yêu, nhưng mặt dệ, rãnh cười sâu, nên ai cũng nghĩ đang thất tình. Mất tự tin kinh khủng. Có 3 đặc điểm tố cáo tuổi tác của chúng ta và khiến chúng ta như đang thất tình. Thứ nhất là rãnh sâu, rãnh mũi má, làm cho chúng ta cảm giác như đang mệt mỏi. Thứ hai, chảy dệ, da không được săn chắc và nếp nhăn ở vùng mắt, thâm quầng và mí bị đổ. Đừng để cho gương mặt bị già nua hiểu lầm là thất tình các cô gái nhé. Đến BB để có thuốc giải chữa thất tình với công nghệ độc quyền anti-aging. Liệu trình sẽ giúp cho chúng ta có một cái diện mạo xinh đẹp hơn, không đau, không nghỉ dưỡng, không xâm lấn, khắc phục mọi khuyết điểm khi chúng ta bước qua tuổi 30. Da săn chắc, rãnh mũi, rãnh cười biến mất, da vùng mắt được cải thiện, tổng thể gương mặt sẽ trẻ trung, tươi tắn. Nói không với gương mặt thất tình nha. Là phụ nữ, đừng để cho bản thân chúng ta bị già nua, thiếu sức sống. Hãy luôn giữ cho một năng lượng tích cực để lúc nào chúng ta cũng được xinh đẹp, trẻ trung các cô gái nhé. Ưu đãi sốc giảm 70% cho 20 khách hàng đầu tiên để lại số điện thoại đăng ký. Hotline 1800 6617. BBBB, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của Sao Việt và các doanh nhân, chính khách.